Đội trưởng, mấy giờ rồi? Đến giờ rồi. Đến rồi. Chuẩn bị sẵn sàng. Chuẩn bị đạn tín hiệu. Đạn tín hiệu đã chuẩn bị xong rồi. Kéo dây. Bắn đạn tín hiệu. Vâng. Sao xe lại không nổ? Các anh em, chuẩn bị chiến đấu. Rõ. Đội trưởng, tiếng súng có vẻ không đúng lắm. Hỏa lực dày đặc như vậy không giống của đám người hữu sang. Tình hình không ổn. Các anh em, mau đi theo tôi. Đi thôi, tiếp ứng bọn họ. Người đâu? Có cái gì ở phía sau mình vậy? Mau đi báo cho đội trưởng để bọn họ mau chóng rút lui. Hiểu sang. Mau rút đi. Vậy còn đám người hiểu sang thì tính sao? Cậu không thấy phía đối diện không còn người của chúng ta sao? Đi mau. Rút thôi.
để lại vài người ủng hộ. Đội trưởng, mọi người mau rút trước đi. Đội trưởng, mau rút lui đi. Các anh em, rút thôi. Đội trưởng, đội trưởng Châu, chị sao rồi? Đội trưởng, đội trưởng bị thương rồi. Thành Trúc, chị Châu, Thành Trúc, chị Châu, người của chúng ta đâu? Đã hy sinh rồi, hy sinh hết rồi, hy sinh rồi. Mau ra lệnh, rút lui, mau rút lui đi. Kẻ địch đến rồi, nhanh lên. Chị Châu, chị mau vào thành đi. Bắn đi. Bắn, bắn đi. Rút mau. Chính ủy, mau rút đi. Mọi người mau rút đi. Nếu không phải là do đội bảo an tẩu mã dịch làm hỏng việc thì đội du kích đã không còn ai sống sót. Sự tên đội trưởng đó cho tôi đã mất mạng rồi, bị nổ tung đến mức xác cũng không còn. Có thể chạy chậm chút không? Không cần. Đạp lên xác kẻ thù và chiến thắng trở về, thoải mái biết bao. Có cần chở đống thi thể này về Trùng Khánh không? Không cần. Mỗi thi thể chụp một bức ảnh thì có thể đến chỗ trưởng quan cố để nhận công và xin thưởng rồi. Từ hôm nay trở đi, núi Hoa Dinh không còn đội du kích nữa.
Chú Khang, mọi người đã đến đông đủ hết chưa? Đã đến hết rồi. Các đồng chí, hãy nâng chén lên để tiễn đưa các đồng chí của chúng ta. Đội trưởng Hải Lâm, chị Giang, Hải Lâm, các anh em đã bị tiêu diệt hết, không còn ai nữa, không còn một ai cả. Các anh em đã hy sinh hết rồi. Núi Hoa Dinh không còn đội du kích nào nữa. Hải Lâm, vẫn còn có mọi người ở đây. Đội du kích sẽ mãi mãi tồn tại. Chị Giang, đội trưởng, họ đến rồi. Mọi người chuẩn bị chiến đấu. Nói với các anh em, chuẩn bị chiến đấu. Khoảng cách xe 30 mét. Khoảng cách xe là 30 mét. Vâng. Khoảng cách xe là 30 mét, xuất phát. Nhanh lên. Đi thôi. Hải Lâm, thằng họ Đỗ kia chắc chắn ở trong xe. Lần này sẽ nhờ vào tôi rồi. Đúng vậy, nhờ anh đấy. Anh yên tâm, đống đạn này đều tặng cho hắn ta hết. Đừng dừng lại, cứ chạy thẳng đi. Không được dừng, cứ chạy thẳng đi. Mau bắn bọn chúng đi. Sở trưởng, chúng ta quay lại giữ hết bọn chúng đi.
Sở trưởng. Châu Hoa, rồi sẽ có một ngày tôi tính sổ với cô. Đi thôi, ngày mai mới đem thi thể của các anh em về. Có ai ở đây không? Xin hỏi anh, vị nào trong gia đình anh qua đời? Không ai qua đời. Tôi tìm trưởng quỹ La có chút việc. Tôi chính là trưởng quỹ La. Xin hỏi anh là ai vậy? Tôi là bác sĩ của động Cha Chỉ. Anh có một người bạn bị nhốt ở chỗ của chúng tôi. Anh ấy nhờ tôi đưa cái này cho anh. Còn nói sau khi đưa cái này cho anh sẽ thưởng cho tôi. Đây, làm phiền anh rồi. Xin gửi anh chút tiền uống trà. Vậy thì tôi không khách sáo. Anh có muốn nói gì với người bạn trong đó không? Có. Anh nói với anh ấy rằng hãy yên tâm, tôi nhất định sẽ đưa họ về quê một cách an toàn. Được. Vậy tôi đi trước đây. Anh đi thong thả. Mọi chuyện thế nào rồi? Xong xuôi hết rồi. Đây là tiền hắn đưa cho tôi. Lãnh đạo, Phan Hữu Chí sẽ không đến đâu. Giờ này hắn ta chắc chắn đã đến bến cảng rồi. Đây chính là điều tôi ghét nhất ở Phan Hữu Chí. Ông chủ, xin hỏi thuyền của ông Tần Lục là chiếc nào? Ở bên kia. Là chiếc thuyền đó hả? Đúng. Được, cảm ơn. Ông ơi, tay lái của ông Tần Lục mạnh mẽ vững vàng, chinh phục sóng dữ. Mong như lời cậu nói, gió thuận sóng êm, đi về thuận lợi.
Tôi là bạn của anh Dương. Anh ấy nhờ tôi đến đây lấy vài món đồ. Vậy cậu đợi tôi một chút. Là cái này đúng không? Đúng rồi. Vậy thì tôi về trước đây. Lãnh đạo, thật trùng hợp, không ngờ lại gặp anh ở đây. Anh đang giấu cái gì vậy? Cho tôi xem với. Tôi đã nói với anh rồi. Phim được dịch. Bất kể là tình báo gì cũng phải báo cho tôi ngay lập tức. Anh quên rồi sao? Tôi không quên. Chỉ là những người này đều do đích thân tôi bồi dưỡng. Có một số người còn là học trò của tôi. Tôi rất quý bọn họ. Họ đều vừa mới gia nhập đảng, chưa từng đảm nhiệm công việc quan trọng nào. Câm miệng cho tôi. Để khen màn trình diễn xuất sắc của anh, tôi sẽ tặng cho anh một món quà. Tôi khuyên anh nên tranh thủ thời gian. Có lẽ vợ anh vẫn còn cơ hội sống đấy. Trùng Khánh chắc chắn đã xảy ra chuyện rồi. Tôi đề nghị đồng chí Thanh Trúc đừng xuống núi vào thời điểm này. Chờ sau khi nắm rõ tình hình mới tính tiếp. Đúng đó. Tôi nghe Ngô Thành Tài nói, bây giờ Trùng Khánh rất phức tạp. Bây giờ cô về đó chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Tôi là ủy viên thành ủy. Trùng Khánh xảy ra chuyện thì tôi phải quay về ngay lập tức. Hơn nữa thành ủy còn có chỉ thị.
Chị Giang, nếu chị về thì chị dẫn theo tôi đi. Tôi bảo vệ chị. Trạm liên lạc ngân hàng Vĩnh Sinh đã bị lộ. Chúng ta phải nhanh chóng xây dựng lại một trạm liên lạc bí mật mới. Khi tỉnh ủy còn ở đó, chúng tôi có một trạm liên lạc, đó chính là cửa hàng tạp hóa ở Từ Khí Khẩu. Nơi đó chưa bao giờ bị lộ. Đặc vụ cũng rất ít khi đến đó. Sau khi tỉnh ủy rút lui, thành ủy đã chuyển nhượng cho một thương nhân ở nơi đó. Thời hạn cho thuê đã hết. Lần này, tôi chuẩn bị dẫn đồng chí Ngô xuống núi để làm trưởng quỹ nơi đó. Ngô Thành Tài. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim TV. Đồng chí Ngô trước đây đã giúp cha mình kinh doanh dược liệu, nên cậu ấy có kinh nghiệm. Đúng đó, tôi cũng biết tính. Tính cái gì? Nói mau đi. Tính tiền. Sau này các đồng chí muốn liên lạc với chúng tôi thì đến cửa hàng tạp hóa Thành Tài, số 33 đường Từ Khí Khẩu. Chị Giang, hay là để tôi làm người liên lạc đi. Xét về kinh nghiệm và tuổi tác, tôi cảm thấy chú Khang là người thích hợp nhất. Đúng. Vậy tôi làm gì? Cậu hả? Cậu ở lại giúp đội trưởng Châu xây dựng đội du kích của chúng ta. Thành Trúc, tình hình bên Trùng Khánh phức tạp hơn chúng ta nghĩ. Tôi thấy vẫn nên để Hải Lâm cùng cô xuống núi. Kỹ thuật bắn súng của cậu ấy rất tốt, lại rất lanh lợi. Cho dù không có chuyện gì xảy ra, nhưng có cậu ấy đi theo cô, chúng tôi cũng yên tâm hơn. Đúng đó, chị Giang, chị cho tôi xuống núi với chị đi. Vết thương của cậu lành chưa? Không sao. Hôm sau thì lành thôi. Vậy được thôi. Cứ như vậy đi. Mọi người chia ra chuẩn bị đi. Sáng ngày mai xuất phát. Ủy viên Phan, vợ của anh thế nào rồi? Không sao. May mà tôi đưa cô ấy đến bệnh viện kịp lúc. Ngón tay vẫn còn cứu được. Vốn dĩ tôi chỉ bảo bọn họ hù dọa vợ anh thôi. Ai ngờ họ lại mạnh tay như vậy. Lãnh đạo, anh tìm tôi hả? Đúng vậy. Sau đây tôi sẽ đưa ra kế hoạch tiếp theo của chúng ta. Bây giờ Hứa Kiến Quốc đã hoàn toàn tin tưởng Phùng Anh Đức, người đưa tin dùng hắn ta, đúng không? Vậy chúng ta sẽ lợi dụng mối quan hệ này để Hứa Kiến Quốc nói ra tất cả mọi thứ mà anh ta biết. Phan Hữu Chí, anh lập tức viết thư cho hắn, sau đó cho Phùng Anh Đức đem vào cho Hứa Kiến Quốc. Viết cái gì? Anh muốn viết cái gì thì viết. Mục đích là để cho Hứa Kiến Quốc nói ra thời gian và địa điểm phát hành của báo Tiên Phong. Vậy tôi phải viết như thế nào? Không phải các anh có mật ngữ liên lạc sao? Chắc chắn anh sẽ biết rõ hơn tôi. Được. Anh cho tôi về nhà suy nghĩ được không? Viết ngay bây giờ. Vâng. Giang Thành Trúc sắp về Trùng Khánh rồi. Địa điểm gặp gỡ của cô ấy và Phan Hữu Chí sẽ là hội quán Hồ Quảng. Trương Khang, cậu chọn mấy anh em tài giỏi đến hội quán Hồ Quảng vào tối nay. Các cậu vào trong đó dưới danh nghĩa là người giúp việc, cài đặt thiết bị nghe lén trong phòng gặp gỡ. Tôi hiểu rồi. Lãnh đạo, tôi viết xong rồi. Anh xem, như vậy được không? Hy vọng là có tác dụng. Được rồi, thấy thế nào? Rất đẹp. Cẩn thận. Cô về rồi sao, chú Khang? Treo lên rồi sao? Đúng vậy. Rất đẹp.
Chú Khang, tôi về rồi. Chúng tôi đang đợi cậu đấy. Tôi mới đổi một kiểu tóc mới. Rất xấu đúng không? Không đẹp. Không đẹp hả? Không. Đẹp. Rất đẹp. Đại trưởng Quỹ Ngô, anh mau vào ngồi. Ngồi đi. Anh có thể ngừng học. Tôi không. Có tật cả lăng mà đòi làm trưởng quỹ hả? Nếu tôi là ông chủ, tôi sẽ không thuê anh đâu. Nên tôi mới làm ông chủ của anh đó. Được rồi. Sau này chỗ này chính là chỗ dừng chân của chúng ta. Chúng ta phải trang trí cho nó thật đẹp. Chỗ này chúng ta gắn thêm hai bóng đèn nữa, để công tắc ở dưới quầy. Lắp hai bóng đèn, một cái màu đỏ, một cái màu xanh lá. Nếu là người quen thì bật đèn xanh lá, còn người lạ thì bật đèn đỏ. Tiểu Ngô, cậu nhớ nhé. Tôi nhớ rồi. Người của mình là màu xanh lá, người lạ thì là màu đỏ. Chị cứ yên tâm đi. Bên dưới căn phòng này có một hầm trú ẩn. Nó liên thông với hầm trú ẩn của mỏ đá. Hầm này đã lâu rồi không sử dụng, nên có vài đồ lặt vặt trong đó. Khi nào mọi người rảnh thì hãy dọn dẹp một chút. Như vậy nếu có chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng có thể rút lui ngay lập tức. Còn nữa, tôi cảm thấy đồ trong cửa hàng này vẫn chưa đủ lắm. Chú Khang, chú hãy đi mua thêm một ít để cho đầy đủ hơn. Tôi biết rồi, chú cũng phải ghi chép hóa đơn cẩn thận. Đối với những khách hàng cũ thì phải phục vụ chu đáo. Chúng ta phải làm cho người ngoài cảm thấy đây là một cửa hàng tạp hóa rất đông khách. Như vậy, kẻ địch mới không nghi ngờ chỗ này. Được rồi, mọi người chia ra hành động đi. Hải Lâm, dạ. Cậu đợi tôi một chút, rồi cậu ra ngoài với tôi. Nhớ mang theo vũ khí. Vâng. Đứng lại. Đi đi. Bún nước lèo đây, thơm ngon nóng hổi. Bún nước lèo đây. Đứng lại. Quay người lại. Nhanh lên. Cô này, mời cô đi với tôi một chuyến.
Thằng này, mày chỉ biết nhìn đằng trước thôi sao? Phim được dịch, cậu xử lý hắn đi. Tại phim TV. Chỉ có 4 người biết địa điểm phát hành. Báo Tiên Phong. Đầu tiên là tôi. Nếu tôi là kẻ phản bội, vậy thì mọi người đã bị bắt hết rồi. Người thứ hai chính là Lão Hứa. Lão Hứa đã mất tích. Nếu tôi đoán không lầm, anh ấy không phải bị bắt thì là bị sát hại. Lão Hứa, biết tôi, Sở Thu Hà và Trần Hữu Nhân, ba chúng tôi đều bình an vô sự. Người thứ ba là Trần Hữu Nhân. Không phải anh ấy, vì ngoại trừ Lưu Quốc Dương, anh ấy đều quen biết những người ở đây. Trạm liên lạc này anh ấy cũng biết. Vậy thì chỉ còn lại một người cuối cùng. Phan Hữu Chí. Anh ta thường xuyên liên lạc với Lão Hứa. Anh ta biết quy luật hoạt động của Lão Hứa. Trong số chúng ta, anh ta chỉ biết mỗi mình tôi. Còn mọi người thì vẫn bình an vô sự. Sau khi tôi và anh ta gặp nhau ở hội quán Hồ Quảng, thì tôi bị đặc vụ theo dõi. Đúng đó, hai đặc vụ đó đã bị tôi hạ gục rồi. Anh ta nắm giữ rất nhiều tình báo trong tay. Tình hình của lãnh đạo các quận huyện anh ta đều nắm rõ. Vì vậy chúng ta phải nhanh chóng xác nhận để kịp thời ngăn chặn anh ta. Chúng ta làm sao xác nhận? Đến cửa hàng quan tài Đắc Ninh Cư tìm anh ta. Trưởng quỹ Phan. Ai vậy? Trưởng quỹ Phan. Cháu là con của ai vậy? Cháu chạy đến đây làm gì chứ? Có một người gì bảo cháu đưa cái này cho chú? Ra hẻm, rẽ trái, đi thêm 100 mét. Hải Lâm, đừng đợi nữa. Anh ấy sẽ không đến đâu. Chị Giang, có khi nào lá thư đó chưa tới tay anh ấy không? Tôi tận mắt thấy cô bé đó vào trong cửa hàng. Vậy có nghĩa là Phan Hữu Chí không dám đến. Kệ đi, lần sau hẹn tiếp là được. Nếu anh ấy vẫn không đến,
thì chứng minh anh ấy có vấn đề. Phim được dịch, thuyết minh và lồng đi thôi. Chúng ta đến suối Miêu Khê một chuyến. Chú rể Lưu Quốc Dương và cô dâu Sở Thu Hà. Trong lễ cưới thiêng liêng này, đã trở thành vợ chồng. Chúc hai con hạnh phúc viên mãn. Nhân danh Cha và Con và Đức Thánh Thần. Amen. Amen. Nguyễn Văn Đạt, anh nhìn xem người đó là ai. Hồng Mai. Chú rể. Nhân danh của Chúa, anh nguyện kết hôn với em, lấy em làm vợ. Từ nay về sau, anh sẽ cùng em đồng cam cộng khổ, yêu em và tôn trọng em, một lòng một dạ chung thủy với em. Xin Chúa hãy giúp con giữ vững lời hứa này. Thu Hà, nhân danh của Chúa, em nguyện kết hôn với anh, lấy anh làm chồng. Từ nay về sau, cùng nhau đồng cam cộng khổ, yêu anh, tôn trọng anh, một lòng một dạ chung thủy với anh. Xin Chúa hãy giúp con giữ vững lời hứa này. Lạy Chúa, xin cho cặp nhẫn này trở thành tín vật tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu của họ. Hôm nay, trước mặt Chúa, các con đã thực hiện một cam kết thiêng liêng, trở thành bạn đời của nhau. Từ bây giờ hai con sẽ xây dựng một mối quan hệ chung thủy, ấm áp và tràn đầy yêu thương. Hôm nay chúng ta cùng gửi lời chúc phúc đến đôi uyên ương, chúc hai con mãi mãi hạnh phúc bên nhau. Chúng ta vì trí tuệ và lòng trắc ẩn, xin gửi lời chúc phúc đến hai con. Chúc cho hai con cùng nhau xây dựng một tổ ấm, hạnh phúc viên mãn. Cầu mong hai chiếc nhẫn này sẽ là biểu tượng cho tình yêu vô tận của các con.
và khiến hai con luôn nhớ đến lời thề thiêng liêng mà các con đã tuyên thệ hôm nay. Lạy Chúa xin hãy phù hộ cho hai con luôn chung thủy, yêu thương và chăm sóc lẫn nhau. Kính lạy Chúa, xin Ngài ban phước cho hai con mãi mãi vĩnh kết đồng tâm. Amen. Thu Hà, mau đi đi, rời khỏi đây mau. Thu Hà, đừng buồn. Chúng ta phải làm như những gì chị Giang nói. Mặt không đổi sắc, lòng không lai chuyển. Chúng ta cứ như thế, tay trong tay bước ra ngoài, cứ như bước vào phòng tân hôn của mình. Hạnh phúc, vui vẻ và mỉm cười. Thu Hà, Thu Hà, phim được dịch quyết chạy đi và lồng tiếng tại phim TV. Thu Hà, mau chạy đi. Anh buông tôi ra, buông ra. Anh buông tôi ra đi. Buông tôi ra. Em nghe anh nói. Bỏ ra.
tôi xin lỗi. Thu Hà. Đồ phản bội. Cô là đồ phản bội. Đi. Thu Hà, tôi không phải là kẻ phản bội đâu. Tôi không phải là kẻ phản bội mà Thu Hà. Tôi không hề phản bội. Tôi không phải. Tôi không phải là kẻ phản bội. Hồng Mai. Em sao vậy? Em mau tỉnh lại đi. Hồng Mai. Em tỉnh rồi sao? Lưu Quốc Dương với Sở Thu Hà thế nào rồi? Bọn họ đã bị bắt và đang bị thẩm vấn. Là do tôi. Hả? Em đói rồi. Anh nấu gì đó cho em ăn được không? Được. Được chứ? Được. Hồng Mai, ăn mì được không? Được đó, được rồi. Hồng Mai, mau qua ăn đi. Tranh thủ ăn cho nóng. Ngon không? Ngon lắm. Thế là tốt rồi. Chúng ta có thể sống như trước đây. Anh đã nói rồi. Chỉ cần giao Sở Thu Hà ra, chúng ta sẽ không sao cả. Bây giờ không phải tốt lắm sao? Văn Đạt. Sau này em sẽ nghe lời anh hết. Đúng lắm. Cái gì cũng nghe theo anh hết. Đưa cho anh. Văn Đạt. Anh có yêu em không? Yêu mà. Chuyện này cần phải hỏi sao? Anh có bằng lòng làm giúp em một việc không? Tất nhiên bằng lòng rồi, miễn là em lên tiếng. Anh sẽ làm bất cứ điều gì. Thật sao? Tất nhiên rồi. Vậy anh có bằng lòng bỏ mạng vì em không? Nếu như em cần, thì anh sẵn lòng vì em. Hồng Mai. Phim được dịch, Thuyết Minh. Em làm gì vậy? Tại phim TV. Này Hồng Mai. Vậy anh vì em lần này đi. Hồng Mai. Vào đi. Chúng đã khai gì chưa? Vẫn chưa. Tên Lưu Quốc Dương đó cứ liên tục mắng chửi. Dùng điện giật đi. Trước lúc trời sáng,
nhất định phải mò ra được thông tin nơi ở của Giang Thanh Trúc từ miệng của bọn họ. Khu trưởng, hai người họ không thể dùng hình nữa. Sở Thu Hà và Lưu Quốc Dương đều đã thổ huyết rồi. Nếu bị điện giật lần nữa, tôi e là không sống được đến sáng mai. Lưu Quốc Dương là chủ tịch của Ngân hàng Xuyên Diêm và Ngân hàng Xuyên Khang. Có mối quan hệ tốt với Bộ trưởng Bộ Kinh tế Lưu Hoàng Sang. Thị trưởng thành phố Trùng Khánh Trương Đức Luân cũng là bạn học của Lưu Quốc Dương. Toàn bộ giới quân chính Trùng Khánh đều nể mặt hắn. Vì vậy, chuyện này tốt nhất nên báo cáo với trưởng quan cố, xem phải xử lý thế nào, để tránh rắc rối cho chúng ta. Nhốt vào động tra chỉ, đợi tôi hỏi ý kiến trưởng quan cố rồi tính sau. Rõ. Đứng lại đó, còn bước thêm bước nữa tôi bắn đó. Thu Hà, anh ở đây. Quốc Dương, phim được dịch thuyết minh. Quốc Dương ơi, tại phim TV. Đưa đi. Rút ra. Tôi tự đi được. Đồ cặn bã. Hết kiên nhẫn rồi sao? Nhanh như vậy đã muốn đưa tôi ra pháp trường. Không phải đưa các người ra pháp trường. Tôi sẽ để các người động phong ở động tra chỉ. Cá nằm trên thớt, không còn sống được bao lâu đâu. Để rồi xem. Vào đi. Mau vào đi. Hồng Mai. Hồng Mai.
Nhưng mà khu trưởng Thu Hà, Hồng Mai, Thu Hà, Hồng Mai ơi, Thu Hà, tôi không phải là kẻ phản bội. Tôi biết rồi. Tôi không phải. Nguyễn Văn Đạt và Phan Hiệu Chí mới là kẻ phản bội. Tôi biết rồi. Tôi đã lấy mạng Nguyễn Văn Đạt. Tôi không phải kẻ phản bội. Tôi biết cô không phải rồi. Thu Hà, chúng ta vẫn là bạn đúng không? Phải, chúng ta vẫn là bạn mà. Chúng ta mãi mãi là bạn. Phim được dịch Hồng Mai và lồng tiếng tại phim TV. Đừng mà, tôi xin cô đấy. Thu Hà, trưởng quan, các người làm ăn kiểu gì vậy? Lại để một nữ đảng viên lén vào phân khu 2 để ám sát, còn suýt thành công nữa. Chuyện này mà truyền ra ngoài thì đúng là trò cười mà. Thưa trưởng quan, người phụ nữ đó có giấy thông hành đặc biệt do khu trưởng Đỗ ký phát, nên mới lừa được lính gác. Chuyện này phải bảo mật, không thể để người ngoài biết. Tin đã truyền ra ngoài rồi. Tối qua phóng viên của Nhật báo Tân Hoa đã đến đó. Có lẽ họ đã đăng tin rồi. Lại thêm phiền phức nữa rồi. Chào trưởng quan, cậu ta sao rồi? Từ thái dương bên phải đến gáy, bị thương nghiêm trọng. Do khoảng cách bắn quá gần, trước mắt vẫn đang hôn mê. Để tôi đi xem. Nữ đảng viên trước thì sát hại chồng, sau thì ám sát Đỗ Hoài Sơn, sở trưởng phân khu 2. Này chị Giang, chị Giang ơi chị Giang, chị ra đây xem. Được. Phương Hồng Mai, con yêu, ra ngoài chơi nhé. Chậm thôi. Cháu chào chú. Minh ngoan quá. Ra ngoài chơi đi. Sở Thu Hà bọn họ có lẽ đã gặp chuyện không lành rồi. Chị Giang, có tin của lão Hứa rồi. Ở đâu vậy? Anh ấy bị bắt rồi. Bây giờ đang ở nhà tù động Tra Chỉ. Phan Hữu Chí. Ngoài ra Dương Ngọc Thi còn nghe được một tin. Hôm qua, Lưu Quốc Dương và Sở Thu Hà cũng bị bắt rồi. Thế này đi, cậu đi báo cho Tiểu Ngô, hai ngày tới tạm dừng buôn bán, những người khác chuẩn bị vũ khí, tối nay sẽ hành động.
Lão Hứa, vết thương của anh cũng đỡ hơn nhiều rồi. Tôi đỡ anh ra ngoài đi dạo nhé. Tiểu Phùng, hai ngày trước, chuyện tôi nhờ cậu, cậu suy nghĩ thế nào rồi? Nhờ người chuyển lời hả? Phải đó. Người nhà tôi sắp đến thăm tôi rồi. Lúc đó tôi sẽ giúp anh chuyển tin ra ngoài. Cậu phải nhớ, chuyện này nhất định không được xảy ra sai sót nào cả. Lão Hứa, anh cứ yên tâm đi. Ra ngoài dạo, đi. Vào trong đi, vào trong. Lão Hứa, hai vị, cho hỏi chỗ này có người không? Cút qua một bên đi. Vâng. Đừng sợ, tôi sẽ đi ngay thôi. Có hàng nóng sau lưng hả? Tôi cũng có. Muốn ăn thử kẹo đồng không? Cậu muốn làm gì? Không làm gì cả, ở đây chơi chút thôi. Lấy cái nón ra xem. Cái này là máy ảnh hả? Được. Một lát nữa, cầm nó chụp một bức cho ông chủ cửa hàng quan tài. Nghe rõ chưa? Rồi, nghe rồi. Chờ lại đi. Thành Trúc hả? Bí thư Phan. Bí thư Phan, lần trước tôi hẹn anh, sao anh không đến? Đừng nhắc chuyện đó nữa. Lần trước lúc tôi vừa ra ngoài đã bị hai đặc vụ theo dõi, cắt đuôi mãi không được. Tôi sợ liên lụy đến cô nên không dám đến. Được. Rút súng ra. Để dưới tờ báo. Cứ nhìn qua cửa hàng quan tài làm gì vậy? Chọn được cái quan tài nào vừa ý rồi hả? Được rồi. Chỉ cần các người không rút súng ra, tôi cho các người nằm vô đó ngay. Mau lên đi. Được. Chúng ta đổi chỗ khác đi. Tình hình đại khái là như vậy. Hứa Kiến Quốc là tên phản bội, sao tôi lại không nhìn ra hắn chứ? Bí thư Phan, bây giờ mọi người đều rất lo lắng, tâm trạng cũng xuống dốc, không biết phải làm gì tiếp theo.
Tối nay, tôi muốn tổ chức một cuộc họp. Báo Tiên Phong. Tất cả thành viên của chi bộ đặc biệt của Báo Tiên Phong đều đến tham gia. Tôi muốn mời anh đến đó để chỉ đạo công tác cho mọi người. Dù chỉ là khích lệ tinh thần cũng tốt. Nhất định phải là tối nay sao? Đúng vậy, 9 giờ tối nay ở quán trà sân sau Nhân Ái Đường. Được, tôi sẽ cố gắng đến đó. Vậy thì tốt quá, các đồng chí nhất định rất vui. Được, cứ quyết định vậy đi. Được, vậy chúng tôi đợi anh đến. Tôi đi trước đây. Được, cô đi đường cẩn thận đấy. Tình báo có chính xác không đấy? Chính xác hay không thì anh không biết. Nhưng dù gì cũng do chính miệng Hứa Kiến Quốc nói. Sở trưởng Sở Thanh tra La Quốc Trung là đảng viên. Tốt. Tốt lắm. Anh Đức, anh kiên trì thêm chút nữa. Chỉ cần lần này chúng ta thành công, anh có thể nở mày nở mặt mà nhận chức đội trưởng. Còn nữa, anh nghe từ Quý Lâm nói, không thể thẩm vấn anh thường xuyên nữa. Nếu không thẩm vấn anh thật sự chịu không nổi đâu. Trong tù này, đồ ăn còn dở hơn cám heo nữa. Anh còn phải giả vờ ăn ngấu nghiến. Còn phải giả vờ đói nữa. Anh thật không chịu nổi nữa. Còn nữa nha, trên người anh đầy giận luôn rồi. Anh Đức, muốn được vinh quang phú quý thì phải chịu khổ một chút mới được. Cứ vậy đi. Alo. Trưởng Ban Trương, có tình báo quan trọng đây. Chuyện gì? Giang Thanh Trúc đã liên lạc với tôi. Người đâu? Cô ta đi rồi. Sao không bắt cô ta lại? Ai mà biết. Hai anh em ở quán trà hình như bỏ đi đâu rồi. Còn anh thì sao? Tôi, lúc đó tôi chỉ có một mình thôi. Hai người đã nói gì? Giang Thanh Trúc nói tối nay sẽ gặp tôi. Ở đâu? Quán trà ở sân sau Nhân Ái Đường. Được, tối nay anh đưa vài người đến đó đi. Trưởng Ban Trưng, tôi không ra mặt đâu. Hay cậu dẫn anh em qua đó đi. Tối nay tôi còn nhiệm vụ khác nữa. Con cá này còn lớn hơn Giang Thanh Trúc nhiều. Ai vậy? Kẻ thù cũ của tôi. Lần này rơi vào tay tôi rồi. Trưởng Ban Trưng, cậu thấy đó, trước đây tôi chưa từng thực hiện nhiệm vụ như thế. Nếu tôi làm hỏng chuyện thì sao? Bắt được thì bắt. Bắt sống không được thì gom xác về cũng được. Thật ra tôi cũng có ý đó. Chỉ cần ngày nào Giang Thanh Trúc còn sống thì tôi là người kế tiếp như Nguyễn Văn Đạt. Được rồi. Anh cũng biết kết cục của Nguyễn Văn Đạt rồi. Vô cùng thê thảm. Đây là ảnh tôi chụp, anh xem đi. Tên đã bắn ra thì không rút lại được đâu. Anh Phan phải suy nghĩ cho kỹ. Thật ra tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Rồi sẽ có ngày bọn họ biết chuyện này. Đến lúc đó không chừng tôi còn thê thảm hơn Nguyễn Văn Đạt. Thôi thì tôi thà trung thành với Đảng và Tổ quốc còn hơn. Tôi nói cậu biết, Trưởng Ban Trưng, tôi đã bắt đầu sắp xếp tài liệu của Đảng Ngầm Trùng Khánh. Đợi đến khi khu trưởng hồi phục và xuất hiện, chúng ta sẽ tiêu diệt tất cả bọn chúng. Hiện khu trưởng vẫn còn nằm viện, có lẽ phải nằm thêm vài ngày nữa. Khu trưởng đã giao phó công việc của phân khu 2 tạm thời do tôi phụ trách. Anh có việc gì nhất định phải báo cáo kịp thời. Tất nhiên rồi. Vậy tối nay chúng ta chia nhau hành động. Mã Đáo thành công. Cậu cũng vậy. Thấy rồi chứ? Giang Thanh Trúc đang ở đó. Mấy người các cậu âm thầm qua đó, trực tiếp nổ súng. Không cần phải bắt sống, chỉ cần thi thể là được. Rõ.
Không có Phan Hữu Chí, chia nhau tìm hắn. Đi thôi. Bí thư Phan. Là Giang Thanh Trúc sao? Tôi nói cô nghe. Chị Giang thế nào rồi? Tôi bắn hắn ta bị thương rồi, chắc không mất mạng được đâu. Chúng ta nên ra tay lúc ở cửa hàng quan tài. Tôi sợ lấy mạng nhầm người, nên vẫn muốn xác minh lần cuối. Vậy bước tiếp theo chúng ta nên làm gì đây? Lập tức thông báo cho tất cả các đảng viên quen biết Phan Hữu Chí. Làm sao để thông báo đây? Chúng ta không quen biết các đảng viên bên phía cậu ta. Hay là thế này đi, chúng ta sẽ in một số lượng báo Tiên Phong trong đêm, chuyên đưa tin về việc Phan Hữu Chí phản bội. Như vậy chúng ta có thể truyền tin tức này bằng cách truyền tay nhau. Như vậy thì chậm quá. Phan Hữu Chí biết mình đã bị lộ, chắc chắn sẽ dốc toàn lực theo phe địch đến cùng. Hơn nữa, càng nhiều người biết Phan Hữu Chí phản bội thì càng nhiều người muốn lấy mạng hắn ta để tự bảo vệ mình. Chắc chắn hắn ta sẽ phản bội các đồng chí của mình. Vậy phải làm sao đây? Chúng ta không thể la hét khắp phố nói rằng Phan Hữu Chí phản bội được. Cậu có ảnh của Phan Hữu Chí không? Đi thôi. Chúng ta đi tìm đồng chí ở Nhật báo Trung ương.